Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Mazda Explorer 300, dòng model Explorer được rất nhiều những cái khách hàng tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng cái dòng xe này. Một cái dòng xe có cái khung thiết kế cực kỳ là đẹp, rất là đẹp và được chạy cái bộ chuyển động cũng tương đối là cao cấp của Shimano. Như cái model Explorer 300 này sẽ được trang bị bộ group chuyển động Shimano Atut, khung nhôm, cặp bánh 700C. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, khung nhôm và tông sơn màu đen pha với cả chữ xanh rất là đẹp. Khung là 47cm, thì lát nữa em sẽ đo size cụ thể hơn về size của chiếc xe sau. Vẫn còn tem tiếc các thứ này, tem đăng kiểm. Được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Atut. Với cái mức giá đang bán chiếc xe tại cửa hàng chỉ có là 8.900.000, một cái mức giá nó rất là hợp lý và rẻ cho một chiếc xe đạp Mazda Explorer, thương hiệu cũng tương đối là tốt. Và được chạy bộ tay bấm này, cũng sử dụng bộ tay bấm của Shimano Atut. Đây là 9 xe bit. Ứng với 9 lít và bên này là 3, ứng với 3 tầng đĩa. Phanh dầu Shimano 700C. Toàn bộ xe là vẫn là nguyên zin nguyên bản hết. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 47cm, từ khóa yên tới tâm cổ phút là 53cm. Thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động Atut 79 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là mượt mà con này, lên xuống nhẹ nhàng. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và được bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.